quý vị và các bạn thân mến, vậy là à, người ta bắt đầu đi ra sông để tìm kiếm, xem xác của à, người anh em họ của nhân vật tôi, nhân vật hậu ở đâu và liệu rằng có tìm được hay không và ông thầy pháp, các thầy pháp có giúp được cái ngôi làng này để bắt cái con quỷ à, sơn xám hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này cũng là tập kết thúc của chuyện ma làng quê cô dâu người tàu của tác giả trần đan linh nếu như các bạn muốn đọc các tác phẩm khác của đan linh thì các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả bá tún để dưới phần mô tả của video à... chia sẻ các tác phẩm của đan linh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập ba cũng là kết thúc của cô dâu người tàu chú nọ gật gật đầu, ngậm cái lá xong, nhảy ủm xuống dưới lòng sông tìm người. Họ bơi lại đúng chỗ, mực tụ lại, rồi ngụp lặn tìm xác. Năm phút sau một người nhô lên, lắc lắc đầu. Lúc người ấy lặn xuống, thì người kia lại ngoi lên, lắc lắc đầu. Cứ như vậy, hai người thay phiên nhau, mà lặn xuống mò. Ông thầy thấy không ổn, liền đưa tay lên bấm quẻ xong ông thở dài đúng là oan nghiệt mà nếu vậy ta không khách khí nữa ông rút trong túi ra một lá bùa lá bùa họa lên xong ném thẳng lá bùa xuống dưới nước miệng hô nổi lên lời ông vừa dứt vài phút sau xác của anh hùng nổi lập lờ trên mặt sông mọi người hô lớn kìa rồi nổi rồi này thầy giỏi thật ông thầy nọ đứng trên bờ và ra lệnh đưa xác lên bờ đi hai chú kia lập tức lôi xác của anh hùng vào bờ ông thắng thấy con trai đã chết cứng đơ đơ thì không kìm nén được nữa ông quỳ mọp xuống hai tay đập bồm bộp xuống đất mà gào mà khóc con ơi hùng ơi sao lại nỡ bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này người ta phải chạy lại kéo ông ấy sợ ông quá đau buồn và nghĩ quẩn lúc cái xác được đặt trên chiếu tôi tái cả mặt khi nhìn thấy là anh hùng đang ôm đôi hài đỏ trong lòng cơ thể tay chân của anh co quắp cả lại giống hệt hình màu mực ban nãy tụ lại mặt của anh trắng bệch đôi mắt nhắm nghiền miệng ha hốc vẫn còn mấy sợi rong rêu bám vào tôi chỉ tay vào đôi hải kìa đôi hải ông thầy nhìn tôi rồi lại nhìn sợi dây tôi đeo trên cổ ông tiến lại gần may mà cậu có nó bảo vệ Chứ bằng không thì cậu còn đi trước cả thằng này. Mặt tôi tái mét xanh như tàu lá. Hai chân rôn rẩy khỉu xuống. Tôi thấy ông thầy cúi xuống lầm bầm cái gì trong miệng. Rồi rút đôi hài ra. Bác Toán thấy lạ. Cũng hỏi. Ờ, đây là gì đấy hả à, thầy? Hài của con ma nữ. À không. Phải gọi là nữ quỷ. Nếu như tôi đoán không lầm thì mối thù tiền kiếp mà cô ta đang ôm trong lòng trực tiếp liên quan đến làng này nay cô ta thoát ra được quay lại báo thù mà không chỉ mỗi người chết không đâu còn cả gia súc gia cầm đều chết sạch các người chuẩn bị tinh thần đi đào sẵn hố mà tiêu hủy không được chôn lên núi và mấy ngọn đồi cao nước mưa ngấm xuống lại chảy về làng. Khác gì nguồn bệnh động lại. Bác Toán lại hỏi. tức ờ, thế có như là vậy là sao? tôi chết sạch ra cầm ra súc cơ. Thế nếu thế thì... ấy là, nếu mà cô trôn trong vườn thì còn nguy hiểm hơn trên núi. Ông thầy lắc đầu. Địa hình làng này. Nằm lọt thỏm trong núi đồi lên men Bị chúng trẻ đi hảo quang. Và con đường công danh lợi lộc vào làng. Lại còn dính phải lời nguyện Tài kiếp. Thôi, ta nói như vậy thôi. Nghe hay không thì tùy các ngợi. Ông thở dài, rút trong túi ra lá bùa, dán lên đôi hải, bà bác toán mang đi đốt. Đoạn đôi hải bị đốt, tôi nghe đâu đó vọng lên tiếng khóc thê thảm, kèm theo là những tiếng gào thét những tiếng nổ lách tách dâm gian, cứ như là tiếng da thịt bị cháy, Ông thầy liệp lập tức còn nói đốt như vậy là ngăn không cho cô ta giết người. Bởi vì hễ ai nhìn thấy đôi hài là sẽ bị dính lời nguyện, cả dòng họ sẽ bị diệt vong. Nhưng còn nỗi oán hận gây ra cho dân làng sắp đến là cô ta đang chuốc mối thù vào đó nữa. Bác Toán năn nỉ ông thầy ra tay cứu giúp dân làng. Ông thầy thở dài nói. Không phải là tôi không muốn Nhưng tôi đến chậm một bước Hôm phát hiện ra Có cái xác thai nhi ở dưới giếng Lại đúng hôm tôi đi làm công quả Tính khi quay về Sẽ giúp làng này giải hạn Không ngờ sự việc lại nhanh như thế Một lão lớn tuổi đứng bên cạnh Hỏi ông thầy Thầy ơi Thế theo thầy bây giờ phải làm gì để cứu làng? Thầy đã giúp... Thì, thì giúp cho chót. Cô ta bắt đầu giết người rồi. Tôi cũng không thể đợi. Tôi sẽ nghĩ cách giúp bà con. Tháng này đã qua ngày trăng tròn. Chắc phải đợi trăng tròn tháng sau. Tôi mới có thể làm lễ thu phục cô ta được. Bác Toán nắm tay ông thầy. Thầy ơi, thế mong thầy coi như là nghĩ cách giúp cho. Thầy ơi coi như là đã hai mạng rồi đấy thầy ơi Ông thầy cao mày Hai sao Đây là người đầu tiên cô ấy giết Làm gì đến hai Một người đứng bên cạnh trả lời Ờ à, trả lời hôm nọ, hôm thấy xác đứa bé xong Hôm sau lại có người treo cổ tự tử ở trên chỗ cây bàng. Ấy là con bé đẹp Nhưng mà con bé đi đê lên dở dở thì làm sao biết thỏng dây leo lên cành cao mà tự tử như thế ờ, à, Cũng không có cái lý do nào cả ông thầy đưa tay bấm bấm rồi lắc lắc đầu chuyện nào ra chuyện ấy tùy cổ giết người nhưng là giết thằng thanh niên này chứ không phải là cô gái treo cổ nó như vậy là oan tình cho người ta vậy là những tiếng ồn ào lại vang lên họ đang thắc mắc lời ông thầy kia nói nếu như không phải là con quỷ kia giết thì hung thủ là ai mọi thứ cứ trở nên rối tình rối mù chưa tỏ chuyện này thì chuyện khác lại đến ông thầy trầm giọng đoạn ghé sát vào tai của bác trưởng thôn thì thầm tôi có cách này sẽ bắt được hung thủ nhưng ông phải hợp tác ăn ý tâm linh thì ai cũng hiểu đấy không thể đùa giỡn được làm theo cách của tôi người có tật ắt sẽ giật mình bác toán gật gật đầu ông thầy lại nói tiếp người ấy mượn gió bẻ măng lợi dụng giếng quỷ mà giết người vô tội vạ họ biết kiểu gì người dân sẽ nghĩ là tự tử ở đây là do ma quỷ nó làm giờ tôi nói cái cách này ra thì ông cứ tung hô theo đêm xuống cho người rình ở cạnh giếng nhưng đừng để ai phát hiện thấy ai khả nghi cứ chạy lại bắt giải lên công an là được rồi bác toán gật gật gù gù ông thầy lúc này cũng giơ tay lên bảo mọi người im lặng ông muốn lợi dụng tâm linh để bắt hung thủ thật sự gây ra cái chết của chị điệp những tiếng bàn tán vang lên ông thầy lại tiếp thưa bà con như chúng ta đã biết làng này đang bị lời nguyền mà tôi đoán là từ thời xa xưa người làng gây ra cho cô ấy cũng đã lấy mạng người rồi. Tiếp theo sẽ là hung thủ giết cô ấy treo sắc lên cây. Cô ấy chỉ muốn bắt nạn nhân là nam giới, nhưng người này lại giết nữ giới, còn đổ tội cho cô ấy, cho nên cô ấy hận. Cô ấy làm cho gia súc gia cầm trong làng sẽ bị dịch tả đến chết hết. Nếu như người ở đây muốn thoát chết thì phải thành tâm cúng bái. dâng lễ ra giếng cho cô ấy vào ngày 16 hàng tháng. Trong chuyện này tôi không giúp gì được bà con đâu. Tôi biết nếu như có khuyên can người ấy ra đầu thú thì cũng trả thành A. Bởi vì có ai tự dưng à công an đã khép hồ sơ thoát nạn lại lao ra đầu thú. Đấy, lời tôi chỉ nói có đến bấy nhiêu. Còn cụ thể như thế nào thì tùy các vị. Nói xong, ông thầy lại trầm giọng nói với bác trưởng thôn. Tháng này qua ngày 16 rồi. Chúng ta chờ tháng sau mới kết thúc mọi chuyện. Ông cứ cho người canh chừng ngoài đó. Có tật thì giật mình. Họ không ngồi yên chờ đến ngày đó đâu. Bác trưởng thôn nghe vậy cũng tiếp lời: Ê, thế, thế thì thầy ơi, thế coi như là còn dịch tả vậy, với lại gia súc thì sao? Như tôi đã nói rồi, tôi đi chậm một bước. Trong làng đã có vài nhà lợn nhiễm bệnh rồi. Tốt nhất là phải báo cho chính quyền. Họ cho người xuống phun thuốc diệt khuẩn, tiêu hủy lợn bệnh. Hết đợt này là khắc ổn. Vậy là ngôi làng quyết định theo những tính toán của ông thầy đợi ngày trăng tròn tháng sau đưa anh hùng về nhà kỳ lạ là anh mới chết độ bốn giờ sáng ấy vậy mà bây giờ bụng đã trướng lên như người mang thai da bụng căng cứng không biết bên trong có gì ông thầy ngồi xuống lột áo đặt tay bấm huyệt đưa lên đưa xuống dùng cả bàn tay ấn mạnh ba cái tức thì máu đen sền sệt cùng với bùn phun ầm ọc theo mũi theo miệng mà ra bốc mùi hôi thối thậm chí có vài người phải chạy ra xa một hồi sau ba bốn lần ấn Bụng của anh xẹp xuống Dòng rêu tuôn theo ra ngoài Nhìn đống Uế phẩm bầy nhảy ấy Ông thầy mới nói Xong rồi Cô ta quá đáng thật đấy Giết người rồi còn nhét vào bụng người ta Những cái thứ dư bẩn này à Đi à, tắm rửa lo hậu sự cho nó đi Nhớ là thay quần áo xong buông màn xuống Đến lúc nào nhập quan mới thôi đấy Đừng để mèo nó nhảy qua người nha Mấy cái người chết do mà do quỷ Dễ bị nhập tràng lắm Đám tang của anh Hùng cũng diễn ra ngay trong ngày hôm đó Ông thầy nói Tuy không thê thảm như chúng sinh ở địa ngục Nhưng các vong linh chết nước cũng bội phần khổ sở Họ sẽ bị ràng buộc ở chỗ chết mà không thoát đi được Cảm giác đói lạnh lẽo Bức xúc thường xuyên Khiến cho họ cứ lần càng thêm luận quẩn Tăng thêm oán khí Bởi vậy ông bảo gia đình chuẩn bị vài thứ mang ra bờ sông gọi hồn đã chết oan thì cầu mong cho linh hồn ánh được siêu thoát cần phải chuẩn bị một đĩa hoa quả một đĩa bánh cơm nước thức ăn nhang đèn sau đấy ra bờ sông để siêu hồn nhớ là phải chuẩn bị cả bắc cầu cho vong thoáng chốc tất cả được người nhà đưa hết ra ngoài sông cống thầy cúng xong cũng phải đến một tiếng đồng hồ gõ mõ tụng kinh chỉ có những người trong nghề mới hiểu là đang làm gì bầu không khí tang thương lại bao trùm lên ngôi làng vốn dĩ bình yên nhỏ bé nhìn cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh ai cũng rơm rớm nước mắt đưa tang xong bà nội bảo tôi đèo bà về nhưng lần này tôi thấy bà nội lạ lắm bà không ăn uống gì vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu tôi thấy bà đi vào buồn, sợ bà đói, tôi xuống bếp múc bát cơm, lấy thức ăn đem vào cho bà. hôm nay bà nội không nằm nghỉ, ngồi trên giường một lúc, bà quyết định lôi ra cái hộp gỗ. bà ơi, còn con thấy bà chưa ăn gì, mẹ con nấu cơm vẫn còn nóng, bà ăn một chút không đói. tôi nhìn thấy là bà nội khóc, trên tay của bà cầm tấm hình đen trắng cũ, nhưng hai người trong tấm hình ấy nhìn quen lắm tôi tiến lại gần hơn ngồi xuống bên cạnh bà ơi đây có phải là cụ con không thế còn cái cô này là cụ mày đấy cụ mày mấy cô ấy xém nữa thì thành duyên vợ chồng nếu như không có cái chuyện ấy xảy ra tôi mượn tấm hình ở trên tay của bà nhìn cho rõ mặt tôi tái dại đi nhìn vào khuôn mặt cô gái quả thật là rất xinh đẹp Mặc dù hình đen trắng Nhưng tôi vẫn hình dung ra Bộ đồ mà cô ấy đang mặc Tôi rồn rồn chỉ tay Là cô ấy Không thể sai Là cô ấy Có phải là cái cô gái mà con nhắc đến trong giấc mơ không Tôi gật đầu Bà nội lại rưng rưng nước mắt Năm cụ 25 tuổi Chiến tranh loạn lạc Dân tàu sang Việt Nam ở nhiều nhất là những vùng giáp danh Trung Quốc. Trong một lần đi buôn châu, tít tận trên biên, cụ đã quen với cô gái có tên Diệu Hoa. Năm ấy cô mới chỉ có 18 tuổi. Nhà cô ấy bị đốt cháy trong một lần bọn thổ phỉ càn quét. Hai mẹ con cô ấy theo dân làng chạy sang Việt Nam lánh lạn. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh thì cụ và cô gái đấy đem lòng yêu thương nhau. Cụ quyết định là dắt mẹ con họ về làng ra mắt tổ tiên dòng họ tưởng đâu được cha mẹ đồng ý ai ngờ cha mẹ nhất quyết bắt cụ phải chia tay cô không cho ở lại làng chỉ vì hai mẹ con không phải là người việt cụ không đành lòng để họ đi cụ thương cô rượu hoa lắm cho đến một ngày bệnh dịch từ đâu ập tới làng này người chết nhiều đến không cả kịp đào huyệt mô quan có khi còn phải đào hố chôn tập thể Người bị nhiễm bệnh đầu tiên lại chính là mẹ cô Diệu Hoa. Vin vào cớ đó, người ta cho rằng mẹ con cô Diệu Hoa là mầm gây bệnh. Bởi vì họ vừa mới đến không lâu thì sinh bệnh truyền nhiễm. Cụ ra sức bảo vệ, thanh minh nhưng không được. Mọi người khiêng mẹ cô Diệu Hoa lên cái xe bò kéo đuổi ra khỏi làng. Khi mà bà già chỉ còn thoi thóp. Đi được nửa đường. Bà ấy chết Cô con gái sau khi chôn cất mẹ mình xong, quay về làng, lập lời nguyện, rồi trầm mình xuống giếng làng tự tử, ôm theo mối hận. Bà nội kể đến đây, đưa tay áo lau đi những giọt nước mắt buồn rầu. Người ta đồn là cô ấy. Bị giặc hiếp, bị bắn chết ném xác xuống giếng là không phải. Ấy là lời đồn thôi cụ mày đau lòng trước cái chết của cô ấy nhiều năm sau cụ mới ngồi ngoài và lấy vợ sau đó có vị cao tăng đi ngang qua cái giếng thì ra là như vậy hèn gì hôm thầy đỗ trục văn hỏi người của anh hiếu bà nội lại lo lắng thầy làm tổn hại đến cô ấy bà còn bảo là cho đến lúc chết cụ vẫn giữ những vật này là vì cụ cũng chẳng thể quên nổi cô gái có tên là Diệu Hoa ấy. Hai bà cháu ngồi nói chuyện thì bỗng nhiên ở ngoài cổng vang lên giọng nói quen thuộc. Bà nội, bố, mẹ, thưa cả nhà con mới về. Thì ra là chị gái, thế nhưng rõ ràng là bố tôi đã bảo chị bận ôn thi để lấy bằng tiếng nước ngoài, tại sao hôm nay lại về? Chị không lẽ được nghỉ, mà hôm nay đâu phải là ngày lễ, Bà nội vừa thấy thế, khuôn mặt lo lắng. Bảo sao bảo con bé sang tháng mới về, mà lại về hôm nay. Lúc này không về được. Còn, còn đi ra con bảo chị con quay lại thành phố ngay cho bà. Không biết vì sao chị về thăm nhà mà bà lại muốn đuổi chị đi. Không lẽ là bà sợ cô ta bắt chị tôi thế mạng. Thế nhưng cho dù bà nội nói như thế nào, thì chị vẫn nhất định không quay lại thành phố chị bảo chị được nghỉ hai ngày nhớ tới mọi người nhớ nhà cho nên chị mới về bà nội thở dài im lặng cả buổi tối cơm nước xong bà dặn chúng tôi không được ra ngoài ban đêm lúc này ở ngoài giếng trưởng thôn cũng cho người phục kích y như lời ông thầy đã dặn chờ mãi cả buổi chẳng thấy gì chỉ có mũi bay như tàu lượn kêu vo ve đến sát tai ba người ngồi rình mà muốn ngủ gật nhưng được ông trưởng thôn động viên họ lại nán lại làm nhiệm vụ đến hơn mười một giờ đêm mọi người cũng đã thấm mệt cơn buồn ngủ ập đến ông trưởng thôn quyết định ra về thì ở bên kia giếng thấp thoáng một hình bóng trông len lén lút lút đầu đội mũ gần như che kín cả khuôn mặt trên tay xách theo túi đồ lình kỉnh người ấy đặt mấy cái túi trên tay xuống thành giếng đảo mắt xung quanh, cẩn thận nhìn ngó, xem có ai không. Ông trưởng thôn vội vàng kéo đám dân quân ngồi xuống, chờ khi hắn bày trò sẽ chạy đến bắt quả tang. Vứt điếu thuốc cháy dở trên tay xuống, người nọ lấy mũi giày dây dây, dập tắt điếu thuốc, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai, mới lôi từ trong cái túi ly lông ra bộ đồ cúng, trái cây, nhang đèn, rượu nước, quần áo vàng mã, đầy đủ y hệt như hôm ông thầy đã dặn xong xuôi hắn mở bật lửa châm mấy cây nhang ở trên tay lên hắn quỳ sụp xuống bàn lễ dập đầu vái gì đó có vẻ thành tâm kính cẩn lắm ông trưởng thôn thấy bây giờ đã là cơ hội tốt để bắt tên kia lập tức quay sang nhìn người đi cùng gật gật đầu Thời cơ chín mùi rồi Coi như là ra tay nhanh lên Đừng để nó chạy thoát Trong lúc người kia đang chồng mông khấn vái Thì ba người đằng sau Bất ngờ ập đến Người kia giật mình làm rơi ba cây nhang xuống đất à, à, Ai đây? Ai đây? Ông trưởng thôn trợn mắt quát Coi như là tao đây chứ ai Tóm được mày rồi Thằng khốn nạn Hai thằng mở khẩu trang của nó ra tao xem là thằng nào mà dám to gan giết người như vậy Hai người đi cùng Một người khóa tay hắn ra đằng sau Lấy dây chạc trói lại Người kia liền giật khẩu trang của hắn xuống Sững sờ Khi nhận ra khuôn mặt dưới ánh đèn pin Ấy lại chính là anh họ của chị Điệp Ông trưởng thôn chỉ tay vào mặt Thằng hợp Coi như là mày là thằng hợp Là mày giết con bé Điệp Anh hợp run dậy Tôi 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 không giết người người đừng có vụ ăn Tôi tôi không giết người Bác trưởng thôn đi lên Gõ vào đầu của anh Hợp một cái Thế không giết thì ai ha, Mày bảo mày không giết người thì nửa đêm nửa hôm Coi như là mày ra đây Coi như là lén lén lút đút làm cái gì Tôi tôi Anh Hợp ấp ống Bác ơi Cứ dạo nó cho công an Cứng đầu mấy giờ cũng phải khai Cái quần giết người này chỉ, Cháu chỉ muốn đấm cho nó mấy phát Cái thứ ác độc Người bên cạnh cũng xen vào. "Bác ơi, đến em họ của nó, nó còn không tha. Thằng này mất hết nhân tính." Ông trưởng thôn cũng gật gật đầu. "Thôi được rồi. Gọi thêm mấy người nữa, giải nó lên trên xã. Có gì thì lên đấy mà nói." Một lúc sau, có hai chú công an viên phóng xe ra, áp tải anh hợp lên trên xã. Ông trưởng thôn đứng đó, nhìn đống đồ lễ, thở dài. Đúng là nhiều chuyện không thể ngờ được. Coi như là mặt mũi sáng sủa như thế Ai ngờ lại là hung thổ chứ Lại còn là giết em họ mình Cũng đúng là oan nghiệt mà Coi như là Chờ họ đi hết Ông trưởng thôn lấy ra ba cây nhang khác Châm lửa đốt Cắm vào thân cây chối mà anh Hợp đã để sẵn Nhìn đồ đạc anh Hợp chuẩn bị đầy đủ Ông thắc mắc Nó là đàn ông con trai Mà tuổi còn trẻ chưa lập gia đình Sao mà lại biết chuẩn bị đầy đủ như thế Nhìn đây cũng biết là Chỉ có đàn bà mới chuẩn bị được Ông trưởng thôn bới bới đống vàng mã ra xem Thì ngạc nhiên hơn Khi trong ấy còn có thêm một bộ đồ con nít Chết thật Coi như là chuyện dối rắm rồi Tưởng đâu đồ cúng nữ quỷ Mà lại có đến hai bộ quần áo Một bộ đồ trẻ con Coi như là hay là mới nghĩ đến đây thôi ông không dám nghĩ thêm nữa nếu như những gì ông nghĩ là thật thì tên hợp này đáng bị phanh thay chứ không chỉ là đi tù sáng ngày hôm sau tin anh hợp bị tình nghi là kẻ chủ mưu giết em họ lan truyền ra khắp cả xã công an cũng đã về điều tra anh hợp bị tạm giữ lấy khẩu cung nguyên cả một ngày y tế xã cho người xuống phun phòng dịch họ sợ sự tình sẽ lây lan sang những làng khác cho nên thấy đàn lợn nhà ai không có khả năng cứu chữa thì lập tức cho tiêu hủy ông trưởng thôn cùng với cán bộ xã chọn một mảnh đất công nằm tít tận ngoài xa khu dân cư đào một cái hố to vội vãi xuống khử trùng trắng xóa đàn lợn nhà tôi cũng chết ngay sau hôm bị bệnh khi chết con nào con đấy gầy rộc chỉ còn bộ da bọc xương hai hốc mắt trũng sâu miệng con nào con nấy há mồm thoi thóp nhìn thế thôi cũng đủ thế ám ảnh kinh hoàng bên thú y về lấy mẫu đem đi xét nghiệm phân tích mầm bệnh mổ một con lợn ra không hiểu sao bệnh tả lợn mà nội tạng của nó phân hủy nhanh thế, trong khi con lợn vẫn còn thở. Tôi nghe mẹ bảo, lúc mới mổ lợn làm thí nghiệm, dạ dày của nó bị ăn mòn, lòng phèo cứ phủ lên, rộp chỗ to chỗ nhỏ, y như là bị ai đó, thắt khúc từng đoạn. Tim gan thì nổi đầy hạch, bám nhiều bọc mủ ly ti, mùi tanh hôi tỏa ra ghê tởm, dường như đã chết lâu ngày phân hủy. Bố mẹ tiếc đàn lợn đứt ruột, tiền ăn, ăn tiền học của mấy chị em đều trông cả vào. Bố cũng động viên mẹ, tình huống bây giờ là bầy lợn xuất chuồng năm con, mỗi con đến ngót hai tạ chứ có phải ít đâu. Buổi tối hôm ấy, bà nội gắp cho chị ít thức ăn vào bát. Ăn đi con, ăn rồi lấy sức mà học. Tối nay bà nội bảo bố mẹ may làm thịt gà cho mà ăn. Rồi sắp xếp lấy tí trứng mai mang đi Hà Nội nhó. Con mới về mà, chắc ngày kia con mới đi. Mai con có phải học đâu? Lần sau về ở lâu. Lần này mày nghe bà đi con. Đi đi. Bố mẹ nhìn nhau, bố cũng không dám nói, sợ bà quả. Trước giờ biết bà thương con thương cháu, ít khi nói nặng lời. Nhưng không hiểu sao lần này bà nhất quyết đuổi chị Hà lên phố, không cho ở nhà dù chỉ một ngày mẹ tôi thì nhớ con gái muốn mẹ con ở nhà rủ rỉ với nhau cho đỡ nhớ nhưng sợ phật ý bà nội cực chẳng đã cũng phải im lặng còn tôi chỉ biết ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì bà nói đúng đấy chị làng mình đang có dịch tả đấy lại còn có cả nữ quỷ bắt người chị ơi tốt nhất là chị đừng ở lại bà lo cho chị cho nên mới bảo chị đi đấy bà nội mó mém cười cười sự bố nhà may thế cũng biết lo toan đấy Chị Hà cấu tôi một cái lẩm bẩm Thằng oát con này Mày đã không nói đỡ cho chị Lại còn lên giọng dậy khôn chị mày Tôi cười hề hề Ăn xong thì chị tôi bê mâm bát Ra ngoài giếng rửa Len keng Trước giờ tôi toàn phải rửa bát Mẹ tôi thì đủ thứ việc Họa hoàn lắm Mẹ mới hộ cho Cứ mỗi lần chị về là thích lắm Tôi ngồi ở trong buồng học nhìn thấy bộ dáng của chị thất thểu đi ra ngoài vườn dưới ánh đèn từ ngoài giếng hắt ra tôi cảm thấy rõ đôi tay của chị dính đầy bọt nước rửa bát tôi gọi chị chị hà chị hà chị đi đâu đấy chị hà không trả lời vẫn bước đi trong vô thức tôi liếc nhìn đằng xa thấy con quỷ mặc sườn xám màu đỏ đang đứng đó nhìn chị tôi mà cười tuy cách khá xa thế nhưng loang loáng bên tai của tôi vang lên câu nói ghê sợ <laughs> cô ta là của tao là của tao <laughs> tôi giật mình tôi vùng chạy ra ngoài ấy tôi sợ là con quỷ sẽ bắt chị tôi đi vừa chạy tôi vừa la hét cho bố mẹ nghe chị hà chị hà ơi dừng lại dừng lại đừng nghe lời cô ta nói dừng lại chị hà ơi bà nội thấy tôi như vậy liền vội vàng kêu thét bà quay vào bên trong bà mở tủ bà ôm cái hộp mà đuổi theo hướng của tôi mẹ mẹ bà, bù, bù 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 cửa trong nhà để, để con xem cháu nó thế nhưng bà nội xua tay không cô ta không buông tha đâu con hà con hà bị dính lời nguyền rồi mẹ đuổi nó lên thành phố là vì thế đấy không đâu cô ta không buông tha đâu. Cả nhà chạy ủa ra ngoài vườn, theo tiếng tôi gọi. Đang chạy tôi khựng lại, trước mặt tôi là cô gái mặc sườn xám với gương mặt quỷ, sùi hết cả lên, vô cùng ghê giận. Ở bên kia chính là chị Hà. Chị Hà bây giờ cứ thẫn thờ như người mất hồn. Mặc dù tôi đang gắt rát cổ bỏng họng, gào thét. Chị ơi, chị ơi chị hà ơi tôi tôi xin bà bà tha cho chị tôi chị tôi có biết gì đâu cô ta nhếch mép cười nói bằng một thứ tiếng khó nghe <laughs> tha tha sao vừa nói cô ta vừa được nắm lấy cổ tay chị tôi giật mạnh cơ thể của chị ngã dạp xuống cô ta nghiến răng bộ móng tay sắc vuốt đã đâm vào đầu của chị nó là con gái duy nhất của dòng họ thì nó phải chết nó phải chết cô ta đưa bàn tay ấy định cắm phập vào đầu chị tôi thì đúng lúc bà nội chạy ra Cô Diệu Hoa Dừng tay lại Vừa nghe tiếng bà nội Cô Diệu Hoa quay phát lại Ánh mắt dịu xuống Khi nhìn thấy cái hộp trên tay của bà Đôi môi của ta rôn rôn Các người Các người vẫn còn giữ nó sao Bà nội tôi gật đầu Đúng vậy năm xưa cha tôi không bảo vệ được cho mẹ con bà. Cha tôi sống dậy rất lắm. Đến tận cuối đời còn dặn phải giữ những thứ này. Nếu như bà về thì đưa lại. Bây giờ, Diệu Hoa ngẩng mặt cười khanh khách, bất ngờ hất tung cái hộp xuống mà đôi mắt trợn trừng lên. Im này. Đừng tưởng các người không biết đúng là một lũ máu lạnh năm xưa các người đổ lỗi cho mẹ con ta đem dịch bệnh về đây lại còn đổi giết chúng ta như thế <laughs> mẹ ta đi đó thập tự nhất sinh ta không bao giờ quên không bao giờ quên mối thủ ấy, cho dù là bây giờ hay đến cả trăm năm sau. <cười> <cười> Nhanh như cắt, Diệu Hoa há miệng cắn vào cổ của chị tôi, mà hút máu, giống y như mấy con ma cà rồng ở trong phim. Tôi luống cuống tháo sợi dây trên cổ ném thẳng vào người của bà Diệu Hoa. Bà Diệu Hoa nhả ra, rít lên một tiếng dường như là bị sợi dây kia làm cho đau đớn lắm rồi tan biến bố mẹ tôi thấy vậy thì gào khóc đỡ lấy chị tôi chị tôi đổ dạp xuống bất tỉnh vết cắn ở trên cổ của chị hà tím đen lại cho dù có xoa dầu dây máu các thứ cũng chẳng tan chẳng mấy chốc cổ của chị tôi sưng vù lên vết thương sưng tấy mưng mủ Bà nội thấy tình hình không ổn thì bảo đi sang đón thầy Đỗ xem. Vết thương do quỷ thì bác sĩ cũng chẳng chữa khỏi. Hơn 8 giờ tối, bố lại lật đật dắt xe đi sang bên xã bên đón thầy. Chị ở nhà thì lên cơn sốt. Lúc ấy, ở ngoài cổng, giọng của chú thím vang lên: "Thế con Hà về chơi đấy à? Thế sao không thấy qua nhà chú thím chơi?" này à, thím bắt con gà bảo mẹ mày làm thịt cho mà đem lên thành phố ở trên tay thím bích còn đang xách con gà trống to lắm dễ cũng phải đến cả ba cân thấy mọi người trong nhà im lặng chú thím nhìn nhau ngạc nhiên không biết là nhà tôi có chuyện gì từ hôm anh hiếu ra khỏi nhà đến nay thím cấm tiệt anh đi để chắc ăn thím còn mua cả bao muối về dại xung quanh nhà mà trừ tà trừ ma vì thím nghe nói làm như vậy ma quỷ nó không dám đến gần chú thím bước vào nhà thấy mẹ tôi đang ngồi khóc đến đỏ cả mắt thím quăng luôn con gà trống xuống đất kêu quăng khoác, chạy đến bên giường liếc nhìn trên cổ chị tôi mà giật mình mặt chị hà lúc này tím tái đôi môi đã bạc phích đi vì lệch cơ thể của chị run lên như cầy sấy trên trán vã mồ hôi miệng rên hừ hừ ở cổ sưng như là người bị bướu cổ ấy ôi thôi chết con bé nó bị làm sao thế này? Sao lại giật nông nỗi này ở à, anh chị? Chú thấy vợ mình hốt hoảng cũng chạy lại xem. Bù ơi, thế con bé nó bị làm sao thế này? Mấy chiều nay con gặp nó ở ngoài cổng vẫn bình thường cơ mà Mẹ tôi đến đây thì hòa khóc nức nở. Bà nội và tôi rơm rớm nước mắt. Mãi tôi mới nói, "Chị, chị cháu, chị cháu bị bị bà nữ quỷ ở ngoài giếng cắn." Nét mặt của chú thím tái mét Ngồi xuống lay gọi Hơn một giờ sau Bố tôi chở thầy đỗ về Vừa bước vào đến cổng Thầy đã sững lại chỉ tay mà quát Nào tản ra để tôi xem Thầy đi vào Thấy chị Hà đang trong cơn nguy kịch Thì lấy cho mẹ tôi một nắm lá cây rừng Đèm dạ nhuyễn Mang vào đây Còn anh này đi lấy bông băng lại đây Tôi rạch vết thương nặn mũ nào Cho đến khi bông băng đem lại thím đi pha một thao nước ấm theo lời thầy thầy dùng lưỡi lam rạch một đường sâu vào vết thương từ ấy chảy ra một thứ chất dịch sền sệt tanh tưởi vô cùng ghê tởm không hiểu sao chỉ có bọc mụn độ như cái bát con ấy vậy mà thầy rạch ra nó chảy nhiều dịch mù thế cơ thể chị bấy giờ mới căng cứng lên gân cho đến khi nặn ra được hết mù thì buông lỏng lại mẹ tôi đem thuốc vào chờ thầy rửa vết thương xong thầy đắp lá thuốc dùng bông băng quấn quanh cổ dặn mỗi ngày vệ sinh đắp thuốc thay băng một lần thấy hơi thở của chị đã ổn định lại cả nhà bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm bà nội mời thầy sang bàn uống nước nói chuyện dường như bà có điều quan trọng muốn nói bà trầm giọng kể lại câu chuyện như hôm trước bà kể tôi nghe Cuối cùng bà nói, cô đã lập lời nguyện, sẽ bắt hết con cháu trong dòng họ nhà tôi đi nếu đứa bé là nữ. Đời chồng tôi thì toàn là con trai, cho nên cô ta không làm gì. Đến đời con tôi, tôi cũng lại hạ sinh đứa con trai, nhà cửa êm đềm. Thế mà thời này, bà nội nói đến đây thì ngậm ngùi, đôi mắt liếc nhìn đứa cháu gái nằm trên giường không biết sống chết ra sao ý bà là con bà sinh ra có mỗi hai cậu con trai nay đời bố thì lại có một một con gái là chị tôi ở bên nhà chú cũng là hai nam thầy đỗ nghe xong thở dài tiếc là nhà cháu tay ấn thấp không thu phục được cô ta theo lời cụ nói thì cô ấy ôm hận sinh ra oán khí ngày càng mạnh cũng không biết là cô định làm gì nữa Hay. cả nhà đang nói chuyện bỗng nhiên ở ngoài vang lên tiếng gọi thất thanh thầy đỗ ơi thầy đỗ sang giúp nhà con với con gái con nó no! kèm theo là tiếng khóc lóc thảm thiết bố tôi chạy ra xem thì nhận ra là chú đoài người trong làng chú đoài đấy à tôi có chuyện gì thế chú đoài mếu máu. con con bé nhà em đang tắm thì bị ngộp trong thau nước M mà, mà nhà em nó vừa chạy đi lấy cái khăn quay lại thì con bé đã nằm úp mặt ở đấy vùng vẫy như là bị ai dìm đầu ôi ôi, ôi. cho đến khi vợ em cầm con dao bổ bổ lên không trung thì con bé mới thoát lúc vợ em ôm con bé lên thì nó tím tái khắp cả người rồi em em sợ quá chạy sang bên thầy thì thì người ta bảo là thầy đã, đang ở bên này ba cười bác bảo thầy sang cứu nhà em với bố tôi thở dài Nhà tôi cũng như đang ngồi trên đóng lửa Bố tôi nói với chú Đại Chú chú đi bảo đi. Chú Đại xong kể lại tất cả Thầy Đỗ vội vàng khoác tay nải lên vai Đi mau Nếu không thì không kịp cứu con bé bây giờ Trước khi đi thầy vẽ một lá bùa Bảo bố đem chôn ở ngoài cổng Bùa của thầy chỉ có tác dụng một thời gian ngắn Cầm cự trước mắt Chứ về lâu về dài Thì vẫn phải tìm thầy giỏi Mà giải oán giải nghiệt Bố tôi lập tức làm theo. Tôi xin bố theo thầy. Bố tôi lúc ấy cũng đang cuống lắm, cũng chả quan tâm. Mọi người đến cổng nhà chú Đoài, nghe thấy trong nhà vang lên tiếng khóc thê lương. Chú Đoài không cả kịp dựng xe, chạy vào trong nhà. Lúc mọi người vào thì đã thấy người ta quay lại. xác đứa con của chú Đoài nằm tím ngắt, cơ thể lạnh cứng đơ đơ. Như là người chết để lâu, mũi chảo máu, khóe mắt tím đen. Thầy đỗ lắc đầu, Trễ rồi. Trễ rồi. Thầy lật sau gáy con bé ra nhìn. Ở đấy nguyên cả dấu tay đen xì xì. Ai cũng sừng sốt. Bàn tay quỷ đấy. Thế nó mới đèn thế. Dù thương con, nhưng chú đoài cũng phải gượng sức mà tổ chức tang lễ. Nhìn vợ mình cứ ngất nên ngất xuống từng nhịp. Nhìn xác con lạnh cứng trên giường. Chú đoài trong lòng đau quặn cả lại sáng sớm ngày hôm sau người ta cũng đem chôn con bé sớm chứ không để ở lâu làng tôi lại chìm trong đau thương trưa hôm sau đi học về thấy có đoàn xe chạy rầm rầm tôi tấp vào bên nề đờ lề đường thì nhìn thấy là xe cảnh sát không biết họ đi đâu nhưng đoán là cũng liên quan đến án mạng của chị điệp đến chiều bà tôi đi họp các cụ ở dưới đình về bà mới nói cái chết của chị điệp công an cũng đã tra ra hung thủ còn cả cái xác của đứa bé nữa cũng là cùng một bầy thất đức thím tôi là người chuyên buôn chuyện cũng nghe phong phanh buồ ơi thế còn không ngờ đấy họ đã không tố cáo hung thủ lại còn bao che chứ đúng là cái mặt người dạ thú mà bấy giờ bà nội mới kể bác trưởng thôn có báo lại kết quả điều tra bên công an chị điệp là do bị giết ấy là lúc chị điệp đẻ con họ không đưa đứa, 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 đứa chị điệp đi bệnh viện để sinh đứa bé mà tự đỡ ở nhà dẫn đến băng huyết vài hôm thì chết nhưng, nhưng đầu đuôi là sao hả bà sao chị điệp lại có thai là thế này nó bị anh họ là thằng Hợp hãm hiếp nhiều lần lúc nhà nó đi vắng. Ông bà ấy thì tin tưởng thằng cháu, nào ngờ là giao chứng cho ác. Đến khi bụng con bé lùm lùm thì tá họa, thằng kia nó lậy lục nó van xin, rồi cả bố mẹ nó cũng dập đầu xin tha. Ông bà ấy cũng đang muốn cái con bé điên điên dở dở chết quách đi cho nhẹ nở, cho nên kết hợp lúc con bé sinh con hỏng giết con bé luôn đấy ác thế mẹ tôi xen vào ờ thế bùi, ơi thế hàng xóm người ta không nghe thấy lúc con bé nó đẻ nó gào nó thét à không nghe thằng kia nó khai là con bé điệp nó bị trói tay bịt miệng sinh xong mụ lấy cái áo ngực xiết cổ đứa bé quăng xuống giếng còn xác con bé đẹp là chết rồi họ mới tạo hiện trường giả treo lên thế đấy. Bù nhỉ, chúng nó ác như con thú ấy nhỉ. Rồi chúng nó cũng chịu hình phạt thích đáng đấy bù nhỉ. Thím Bích cũng thêm vào. Tính đến đợt thời điểm này, làng tôi gia súc đã chết gần hết. Chỉ còn lại gia cầm là đang trong giai đoạn nhiễm bệnh. Một hôm một người đi ngang qua giếng, thấy dưới ấy bốc lên mùi thối, tò mò vừa ngó xuống, thì thấy lành bành ở trên nước giếng mấy chục con gà chết thối om om ông này tá hỏa chạy về báo thì đúng lúc ông thầy nọ và bác trưởng thôn đi đến ông thầy đứng bấm quẻ cau mày không chờ được đến ngày trăng tròn rồi ôi thầy ơi thế coi như là làm thế nào để thu phục con quỷ ngày đêm này vết thương ở cổ chị tôi đã bớt hẳn cũng đã hết sưng nhưng vẫn thâm đen thôi thì được như vậy cũng mừng lắm chỉ cần giữ được cái tính mạng thì vết thương từ từ sẽ lành chị tôi cũng sẽ tỉnh hơn nhìn chị ăn từng thìa cháo khó khăn nghĩ mở tội giọng nói khàn khàn cứ như là người mới đi cắt amidan về ngoài vườn gà lợn vắng tanh nhà tôi cũng chỉ còn là ít gà to còn đám gà nhỏ không qua khỏi đã chết hết hôm nay bố rắc vôi khắp vườn khử trùng đợi hết đợt dịch thì gây lại đàn mẹ thì bê tô cháo mang lên cho chị bỗng nhiên cơ thể của chị hà giật đùng đùng rồi nằm vật ra đất co quắp mắt trợn trắng rã miệng sầu cả bọt mép đồng tử co rụt cả lại mẹ tôi đánh rơi cả tô cháo hốt hoảng ra khỏi bố mình ơi mình ơi con nó làm sao bà nội lập tức bảo tôi đi gọi thầy Chị Hà cơ thể đang co quắp bỗng ngồi bật dậy, đầu ngoẹo sang một bên. Tôi thấy chị quay qua quay lại cái cổ vặn răng sắc. Thoáng chốc, chị ấy lại ngẩng thẳng lên, mẹ tôi kinh ngạc. Chị ấy chừng mắt nhìn mẹ tôi. Thế còn không bón cháo à? Hay để là để tao tự xúc? Mẹ tôi run rẩy đoán đây không phải là con mình. Bà nội quay sang xua tôi. Đi nhanh lên con Tôi vội vàng chạy ra ngoài lấy xe đạp Lao thẳng sang bên nhà bác trưởng thôn Tôi biết là cả ông thầy Đỗ Và ông thầy nọ cũng đang ở bên đấy Thầy ơi Các bác ơi cứu cứu chị cháu với Thì có việc gì Coi như là có việc gì thế hả thằng cu hậu Chị cháu đang yên đang lành Co giật giật đùng đùng nằm tím tái sùi bọt mép Rồi đến lúc tỉnh lại Thì, thì quát mẹ cháu Lại còn xưng hô tôi nữa Ồ hai cái con để lo lá láo chứ phải tao tao đấm cho phát bấy giờ ông thầy đỗ trong nhà mới bước ra thế là cô ta nhập vào con bé rồi xem ra là cô ta quyết tâm bắt nó rồi phải đi chúng ta nhanh đi sang bên đó xem khi tôi và mọi người về đến nhà nghe tiếng mẹ gào khóc đến lạnh cả người tiếng bà nội năn nỉ van xin tiếng bố hăm dọa đủ kiểu và tiếng cười của chị tôi lúc này méo mó ghê giận Các người, tổ tiên nhà các người là lũ máu lạnh, là lũ giết người. <laughs> bây giờ, bây giờ thì phải trả giá nhớ, trả giá nhớ. Cô ta vừa nói, vừa đưa tay lên mặt, mà cào cấu hành hạ thân xác của chị tôi. Khuôn mặt chị Hà bây giờ chảy chữa, bè bét máu. Mặc kệ mẹ tôi gào khóc, Mặc kệ mọi người van xin Càng làm cho cô ta thêm phấn khích Ông thầy bước qua bộ cửa Vung một lá bùa phóng thẳng vào mặt người chị tôi Lập tức Cô ta bị hất văng ra ngoài Thành cái bóng bay lơ lửng ở góc nhà Ông tưởng là Bùa của ông Còn có tác dụng với ta Biến ngay Cô buồn bỏ oán hận đi Năm xưa là một số người suy nghĩ nông cạn Mà đuổi mẹ con cô khỏi làng à, Nhưng cũng không thể trách họ được Chẳng phải là hai người đến đúng chỗ nhưng sai thời điểm Năm ấy dịch bệnh lên miên Dân làng gần như chết sạch Tôi biết là cô hận họ Nhưng cô đặt trường hợp là họ đi Cô có không nghĩ như thế hay không Cô rượu hoa chỉ thẳng tay vào mặt ông thầy Lão im miệng đi Chỉ vì lòng ích kỷ của họ Mà mẹ ta phải chết đó Ta phải ôm hận nhảy giếng tự tử đó Tất cả đều quay lưng lại với ta Ngay cả người đàn ông ta yêu thương nhất Anh ta cũng thở đến phút cuối Các người đã độc ác Thì bây giờ các người phải trả giá Cô ta vừa dứt lời trồm tới Định chụp được ai Là sẽ bóp chết người ấy Hai ông thầy lập tức răng trong tay ra sợi chỉ đỏ Sau đó quấn quanh cơ thể Của chị Hà tôi nhiều vòng Rất mạnh Lôi tụt hồn cô ta vào trong cơ thể của chị Hà Sợi chỉ tuy bé như vậy Nhưng pháp lực rất mạnh Chị tôi càng vùng vẫy Thì sợi chỉ càng siết chặt Tôi thấy hồn ma cô rượu hoa Cũng gào thét Nhấp nha nhấp nhoáng cái bóng trong cơ thể của chị tôi Mà không thể dứt ra nổi Hai ông thầy ngồi niệm chú Cho đến khi cô rượu hoa rũ xuống miệng thều thào Xin, xin tha cho tôi Tôi đã chết thảm Đã khổ sở lắm rồi Tôi, tôi sẽ đi Tôi sẽ không quay lại báo thù nữa Tha cho tôi Bà nội rưng rưng nước mắt nếu tay ông thầy xin tha cho cô Diệu Hoa. Bây giờ tha thì tha, nhưng cô phải đi theo ta. Ta sẽ chỉ cô hồi hướng. Tay cô đã nhuộm sát nghiệp rồi, phải buông bỏ oán hận thì mới xuống dưới kia đỡ chịu khổ luân hồi. Vâng, thế tất cả, tất cả nghe theo ông. Đoạn hai thầy lập tức vung tay Sợi dây đỏ rũ ra khỏi người chị tôi Cô ta lập tức lao đánh vù một cái ra ngoài Nhanh như cắt Cô ta quay lại Đưa móng tay túm chặt lấy yết hầu chị gái tôi <laughs> Đúng là lũ ngu Già như thế mà còn bị ta lừa Nói xong Cô ta đưa tay đấm bùm bụp vào mặt chị tôi đánh chị tôi như là quả bóng chị tôi bây giờ lấy lại được hồn xác mà thều thào bố bố ơi con đau lắm chị tôi vừa dứt lời thì bà nội trồm đến rằng cháu mình ra bị cô rượu hoa đạp một cú ngã lăn ra đất ma khác đánh với người cho nên vết thương do ma đánh nó cứ bầm đen xì xì ông thầy trợn mắt nếu như không chịu hàng thì đừng trách đoạn hai thầy nhìn nhau ra hiệu hai thầy cùng nệm chú bàn tay liên tục múa lên những vũ cảnh kỳ diệu cô diệu hoa ôm đầu dãy đành đạch đau đớn gương mặt lúc này biến hóa muôn hình vạn trạng vặn vẹo ghê tởm lúc thì nhăn nhó lúc thì cười khanh khách khi thì phóng đôi mắt hận thù nhìn tất cả mọi người ta sẽ trả thù ta nguyền rủa các người đời đời kiếp kiếp đừng mong mà sống yên sống ổn <laughs> ta nguyền rủa cái làng này trai chưa đến bốn mươi sẽ phải chết phụ nữ sẽ phải quá chồng mà yểu mệnh <laughs> ta nguyền rủa ta nguyền rủa không xong rồi cô ta lại lập lời nguyện Lần này thì dù có giết cô ta Cũng không xóa được lời nguyện đâu Ẻ là làng này Phải sống chung với lời nguyện truyền kiếp Bố tôi cùng với ông trưởng thôn Vội vàng hỏi phải làm sao đây Ông thầy dâu bạc nói Chỉ còn một cách Hy sinh người con gái duy nhất Trong dòng họ nhà bà Mới mong xóa bỏ lời nguyện Chứ không không thì Cô ta sẽ không còn cớ gì gieo rắc lời nguyện nữa Lời nguyện đầu tiên được khóa giải Thì lời nguyện thứ hai sẽ mất tác dụng Ở bên kia cô rượu hoa rú lên Ông định hủy hoại ta sao Ông định hủy hoại ta sao Cả bố cả mẹ cả bà tôi lắc đầu Chúng tôi hiểu Ông thầy dâu bạc nói Người phải chết để kết thúc chất tất cả Chính là chị Hà Chị tôi biết dù có thoát được kiếp này Thì mặt mũi cũng đã bè bét Rồi có sống cũng thành tật Chị tôi yếu ớt Để con đi Để con đi Là dòng họ nhà mình nợ cô ấy Là dòng họ nhà mình nợ cô ấy Để con đi Để con đi thôi Không con ơi Con ơi không Sao đâu đưa đây cháu, cháu sẽ kết thúc cháu suy nghĩ kỹ chưa chị Hà gật gật đầu ta sẽ dùng bùa giữ chân cô ta cháu cầm con dao đâm thẳng vào tim mình rồi cố sức mà đâm cô ta hai dòng máu hòa làm một lời nguyện sẽ hóa giải vâng vâng ông thầy nhanh chóng lập tức thi pháp yểm hồn giữ chặt cô ta lại hai thầy vẫn cứ lẩm bẩm niệm chú tay múa lên vũ cảnh kỳ diệu cô diệu hoa ôm đầu dãy đành đạch đau đớn chị hà cầm con dao rôn dậy, mẹ tôi cũng khóc đến nghẹn cổ bố tôi thì rũ xuống bất lực bà nội thì ôm mặt khóc tu tu không gian chìm trong nước mắt chị tôi nhìn lướt qua mọi người rồi quyết liệt con dao nhoáng một cái đâm thẳng vào trước ngực Chị tôi nghiến răng nghiến lợi rút nó ra Nhanh lên Đập cô ta đi Chị tôi dồn hết sức lực như chưa bao giờ có Mà lao thẳng đến Bước chân siêu vẹo Chị nhìn chằm chằm vào cô rượu hoa Kết thúc đi Kết thúc đi Không Mày không được làm như vậy Mày không được làm như vậy Đầm đi con Đầm đi Mũi dao đâm thẳng vào ngực cô Diệu hoa cơ thể hồn phách của cô rượu hoa như là bị tẩm xăng mà thiêu đốt chị hà tôi cũng phun ra một bãi máu rũ xuống mẹ tôi đã ngất lệm đi chị hà chỉ kịp nhìn lại mọi người sau đó từ từ nhắm mắt lại máu từ trên cơ thể của chị chảy ra hòa lẫn với quỷ huyết đen xì xì của cô rượu hoa bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt hồn phách của cô Diệu hoa tan biến hai ông thầy bấy giờ mới rũ xuống thở hồng học nguyên nhân cái chết của chị tôi được gia đình giữ kín nhà tôi cũng không muốn ra gây hoang mang cho người làng chị tôi ra đi âm thầm lặng lẽ khuôn mặt của chị tôi bấy giờ cũng bê bết đôi môi nhợt nhạt thế nhưng dường như trên môi của chị còn hiện lên nét cười cho đến một hôm tôi vô tình dọn dẹp phòng của chị thấy cái túi sách chị treo vẫn y nguyên ở trên bàn tôi tò mò mở ra xem ấy chính là tờ giấy khám bệnh siêu âm ở bệnh viện ca hà nội Tôi rôn rôn dày dày đánh rơi tờ giấy Kết quả chuẩn đoán chị tôi bị ung thư Giai đoạn 2 Dù chị đã mất Nhưng khi tôi đọc tờ giấy này Trong lòng tôi vẫn xót xa Là chị tôi giấu mọi người Lần này chị về đây cũng không phải chỉ là để nghỉ Ngày 1, ngày 2 Mà dường như chị đang tranh thủ những chuỗi ngày cuối cùng Để về bên gia đình Về bên cha mẹ Mọi chuyện chấm dứt ông trưởng thôn nói với mọi người là vong quỷ đã được hai thầy bắt đi dặn mọi người không phải hoang mang nữa thời gian trôi qua ngôi làng cũng dần trở lại yên bình nhiều năm sau cho đến khi đã trưởng thành cứ đến ngày rỗ dù ở bất kỳ đâu tôi cũng quay về nhà về với gia đình về với chị đứng đó nhìn chị tôi trên di ảnh xinh đẹp lắm nở nụ cười tươi lắm tôi khẽ mỉm cười chị chị ngủ ngon chị nhé xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại